Xin chào anh em, chiếc xe Asena 2021 đã ra đời và chắc chắn là chiếc xe này sẽ bán rất là chạy. Và trong video này thì mình sẽ nói đến một cái hệ thống mà chắc chắn là những anh em đi Asena, những người mới lái sẽ cần đến cái thiết bị này. Đó là một cái hệ thống màn hình liền cam 360 trên chiếc xe rất là đẹp này. Thì đã được trang bị, đã được Trung Auto lắp đặt hoàn thiện rồi. Như anh em nhìn thấy cái sự tinh tế đầu tiên đó là một cái mắt camera phía đằng trước, nó zin vào logo luôn, có nghĩa là nó không hề chế độ gì ở trên cái logo phía đằng trước cả. Khi mà anh em nhìn vào thì sẽ thấy rất là ngầu. Một cái hệ thống màn hình liền cam 360 thì chắc anh em đã biết đến rồi. Nó sẽ hỗ trợ chúng ta khi mà chúng ta xem bên trái, xem bên phải, xem bên trước, đằng sau, và thực sự rất là nét. Anh em có hai cái cách lắp cái hệ thống cam 360 lên trước màn hình này, đó là trước màn hình của hãng zin đã được trang bị rồi, thì anh em có thể lắp thêm một bộ camera 360 rồi. Tuy nhiên thì cái hệ thống đấy nó sẽ không được nét bằng cái hệ thống mà all in one như thế này. Có nghĩa là bốn mắt camera nó sẽ cắm trực tiếp vào chiếc đầu DVD, do vậy thì rất là sắc nét. Chiếc xe này thì đã được mình lắp đặt hoàn thiện và tí nữa mình sẽ xin mời anh em chúng ta sẽ bước vào trong xe để cùng trải nghiệm. Cái phần bên ngoài này thì trên cái gương bên trái đã được lắp một cái mắt camera trong cái hệ thống camera 60 này. Đó, thì anh em nhìn thấy sẽ rất là gọn gàng và rất là đẹp. Cũng như vậy thì bên gương bên cạnh cũng được lắp một cái mắt camera 360 để giúp ghép cái phần hông bên kia. Còn khi mà lắp như này thì toàn bộ cái khoảng bên này camera sẽ nhìn được hết toàn bộ và sẽ ghép hình rất là thông minh. Camera phía đằng sau thì chắc chắn là sẽ lắp vào cái vị trí zin của xe, có nghĩa là chiếc xe này đã được hãng tặng màn hình và một camera phía đằng sau, do vậy thì sẽ tháo cái mắt camera đấy và thay bằng một cái camera mới nét hơn hoàn toàn, cũng như là nó sẽ ghi lại hành trình. Đấy là một cái điều đặc biệt hay, bốn mắt camera trong tổng thể này nó sẽ ghi lại hành trình cả bốn hướng để giúp cho chúng ta được bảo vệ toàn bộ. Giới thiệu thêm một chút về cái hệ thống màn hình liền cam 360 này thì chúng ta sẽ lắp được ví dụ như là mã OLED C1S thì tầm 9,5 triệu. Nếu như anh em cần cao cấp hơn thì chúng ta có thể lắp đến một cái hệ thống ví dụ C8S phiên bản new 13 triệu này, hoặc là phiên bản X5S phiên bản new nó tận 15,8 triệu, nhưng mà nó sẽ ngon hơn khá là nhiều lần. Hoặc là anh em có thể trang bị những cái phân khúc cao hơn nữa cũng có. Tuy nhiên đối với những phân khúc hạng B này thì một cái tầm phân khúc tầm 9,5 triệu lắp đặt cho chiếc Asena này thì anh em đánh giá như thế nào của mã OLED C1S thì có thể để lại comment phần bên dưới cho anh em Trung Auto. Và bây giờ thì mình sẽ xin mời anh em chúng ta sẽ bước vào trong xe để xem thử sau quá trình lắp đặt thì nó có thực sự đẹp hay là không. Đó, rất sắc nét luôn, thậm chí chúng ta có thể xoay bất kỳ góc độ nào để chúng ta xem. Ở trên này nữa thì chúng ta sẽ có được cả một cái hệ thống cam 360. Ví dụ ở đây là 2D, chúng ta chấm thêm một lần nữa là 3D. Chúng ta chấm sang bên phải vậy, chấm thêm một lần nữa là 3D. Ở đây thì mình sẽ đi lên một chút nữa để có cái hàng chỉ cho anh em xem thì nó sẽ dễ hơn. Ngoài ra nó có thêm một cái ô nho nhỏ ở đây này, đó mọi người có thể nhìn thấy khi mà chúng ta tắt máy thoát ra, đó rất là dễ lái luôn. Và khi mà chúng ta xi nhan trái này, anh em nhìn thấy toàn bộ, xi nhan phải này nhìn thấy toàn bộ, cũng như là khi mà chúng ta gài số lùi ở trên này rất hay, đó là khi mà vừa gài lùi này chúng ta lại vừa xi nhan phải thì chúng ta sẽ xem là ưu tiên cam phải và cả tổng thể, vừa lùi và vừa xi nhan trái thì chúng ta sẽ xem được bên trái. Đó, rồi thì thậm chí là anh em có thể là xem vị trí đằng trước là ở hình ảnh 3D, xem bên này 3D, bên trái 3D, và đằng sau anh em cũng có thể xem được 3D. Đó, gạt bên trái đây, khi mà chúng ta gạt số lùi cũng là 3D luôn, rất là thông minh. Ngoài ra nữa thì anh em có thể bấm vào đỉnh xe để ghép hai camera hai bên. Thì đấy thì chúng ta sẽ vượt qua được chướng ngại vật vô cùng dễ dàng bằng cách ấn vào nút xi nhan đi thẳng ở phía bên dưới. Ở đây chúng ta có thể là bấm ở phía đằng sau thì hiện nó sẽ hiện lên
Về cơ bản thì hệ thống cam 360 này đã rất là ngon rồi. Chúng ta sẽ xem thêm một cái hệ thống nữa là màn hình Android ở trên này, tích hợp ra lệnh giọng nói. Ví dụ như là chúng ta sẽ bấm ở trên này đây, nghe nhạc rẻ remix. Đây thì hệ thống của YouTube nó sẽ hiện ra. Rồi chúng ta có thể dẫn đường này, dẫn đường tới Trần Duy Hưng. Navitel sẽ hiện ra chúng ta để chúng ta đi, cũng như là chúng ta có thể gọi ví dụ như là chỉ đường đi đó, thì cái bản đồ này nó sẽ cảnh báo tốc độ của chúng ta đi trên đường và rất là an tâm. Chúng ta sẽ gọi chỉ đường để sử dụng bản đồ Google Maps chỉ đường tới sân bay Nội Bài đó. Và như vậy thì chúng ta tiếp tục có thể sử dụng được rất là nhiều ứng dụng bằng cách là chia đôi màn hình. Đi cái này sang đây, chúng ta sẽ cho bản đồ Google Maps lên đây đó. Cũng như vậy thì hệ thống cam 360 cũng hoạt động như bình thường đó. Chúng ta dùng sẽ rất là yên tâm, hoàn toàn yên tâm luôn. Và mình sẽ quay đầu lại đoạn này để cho mọi người xem thử là nó có đó. Đó, đây là hình ảnh 3D này. Ok, khi mà chúng ta tiến lên này, đây là hình ảnh 3D. Chúng ta có thể chạm vào đây để chuyển sang 2D đó. Đó, 2D này, rất sắc nét luôn. Toàn bộ đường kẻ bên dưới của cái sân cầu lông này rất là nét luôn. Anh em hoàn toàn yên tâm, đặc biệt những lái xe mới. Và khi mà lắp lên trên chiếc xe Accent này thì nó vừa vặn, và anh em nhìn thấy một cái khuôn hình. Đây là giữ nguyên hệ thống đầu CD zin, do vậy phải bỏ đi cái đầu CD zin anh em ạ. Ngoài ra nữa thì ở trên này chúng ta sẽ tải được hàng ngàn cái ứng dụng thông qua cái ứng dụng CH Play. Như toàn bộ quá trình đấy thì cảm ứng rất là mượt mà, với cấu hình là RAM 2GB, ROM 32GB, 8 nhân. Đó là toàn bộ những cái chi tiết, cũng như anh em có thể xem những cái video trực tiếp ở trong chiếc đầu DVD, rất là sắc nét. Đây là một hệ thống của thời đại 2021. Thì mã OLED C1S thì nó có những cái phân khúc ví dụ như là 9 triệu rưỡi này, rồi thì là C8S, bản New, bản New sẽ là 13 triệu, và bản OLED Pro X5S là 15 triệu 8, cũng như là 16 triệu 8. Với mã OLED X6S thì anh em có thể chọn cho mình một cái phân khúc phù hợp và đầy đủ những cái tính năng như thế này. Vâng, và đấy là quá trình mà anh em Trung Auto đã trải nghiệm xong một cái hệ thống cũng như là lắp lên trên cái chiếc xe mà có thể nói đây là một trong những chiếc xe đầu tiên tại thị trường Việt Nam độ cái chiếc màn hình liền cam 360 mà zin ở trên cái mặt dưỡng của chiếc xe nguyên bản. Thì anh em có cảm nhận như thế nào? Còn về Trung Auto thì nếu như bạn là một lái mới, bạn là một người lái xe mà chưa tự tin, cũng như là chúng ta muốn trải nghiệm những cái công nghệ mà có thể là những chiếc xe mà rất là nhiều tiền, có thể vài tỷ vẫn chưa được cái một cái hệ thống mà camera nét như thế này, cộng với là một cái hệ thống giải trí, ra lệnh giọng nói để nghe nhạc, ra lệnh giọng nói để mở bản đồ và để cảnh báo tốc độ, thì trong chiếc màn hình này đều có hết. Và video chúng tôi xin kết thúc tại đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi những video của Trung Auto. Anh em nhớ subscribe kênh để cập nhật thêm những cái sản phẩm công nghệ mới nhất của ô tô. Chúng tôi liên tục cập nhật những sản phẩm công nghệ mới nhất, nên là anh em nhớ đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại.